Quý vị và các bạn thân mến, giải vô địch các câu lạc bộ mạnh Karate Do quốc gia lần thứ 20 đăng cai tổ chức tại Huế từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 vừa qua đã quy tụ gần 800 vận động viên ở 41 tỉnh thành phố. Đây là một hoạt động thể thao lớn nơi gặp gỡ các vận động viên trẻ và chuyên nghiệp trên toàn quốc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tổng quan giải thi đấu và sự chuẩn bị của đội tuyển Karate Do Thừa Thiên Huế mùa giải này. 41 tỉnh thành phố tham gia. 55 câu lạc bộ Karate Do phong trào trên toàn quốc. 800 vận động viên nam nữ với 5 nhóm tuổi, từ 10 đến 11, từ 12 đến 14, trên 18 tuổi và trên 35 tuổi. Tranh tài ở 75 bộ huy chương ở hai nội dung kata, bộ quyền biểu diễn và kumite, đối kháng ở cả hạng cân. Dù vừa trải qua nhiều biến động bởi dịch bệnh và thiên tai, lịch trình cũng bị dời lại ngày tổ chức. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giải vô địch cả câu lạc bộ mạnh Karate Do quốc gia lần thứ 20 đã được thực hiện một cách nghiêm túc trên tinh thần thượng võ. Năm 2020 là một cái năm vô cùng khó khăn đối với ngành văn hóa thể thao, khi mà chúng ta phải đương đầu với đại dịch bệnh Covid ảnh hưởng gần như trên toàn cầu. Cái thứ hai là bắt đầu vào mùa thu thì chúng ta lại liên tục phải chịu bão lũ dồn dập. Chúng tôi vì vậy ngành văn hóa thể thao cũng xác định rất rõ năm nay là năm chúng ta phải vượt khó để có thể đạt được cái mục tiêu. Năm nay thì chúng tôi có 9 cái giải quốc gia, thì chính vì vậy thì để sắp xếp thời gian mà có thể tổ chức được các cái giải này thì đòi hỏi phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, công phu cả về thứ nhất là về cơ sở vật chất hạ tầng, thứ hai là chuẩn bị về con người, thì chúng tôi liên quan đến công tác tập huấn trọng tài, chuẩn bị cái đội ngũ tình nguyện viên, cái đội ngũ hướng dẫn rồi và các cái loại hình dịch vụ liên quan. Cái thứ ba là có cái tập huấn về mặt chuyên môn, thì cái đây là cũng là vấn đề mà chúng tôi rất quan tâm nên đã có cái sự chuẩn bị rất là kỹ. Để chuẩn bị cho giải vô địch lần này, Thừa Thiên Huế đã chọn ra 27 vận động viên của đội tuyển tỉnh và 19 vận động viên ở cả câu lạc bộ phong trào. Trong đó có cả vận động viên trẻ và vận động viên chuyên nghiệp thuộc đội tuyển quốc gia. Các vận động viên đã có một quá trình luyện tập thể lực, múa quyền và thi đấu đối kháng thường xuyên để rèn luyện sức bền cùng tinh thần chiến đấu cao nhất trước khi vào trận. Ở sân nhà thì mình cũng được nhiều anh chị ủng hộ và động viên. Thứ nhất là em cũng chuẩn bị rất là kỹ càng trước giải đấu. Trong giải đấu vừa rồi thì em cũng đạt được cái thành tích là cúp VT cá nhân nam hạng 86 kg. Thì qua đó thì em cũng đã nỗ lực hết mình, em cũng làm được tấm huy chương vàng dành cho Thừa Thiên Huế. Với những nỗ lực đó, tất cả các nhóm tuổi dự thi đều đạt huy chương ở các nội dung thi đấu, nâng cao tổng sắp huy chương của tỉnh. Đặc biệt, đứng hạng nhất ở nhóm tuổi 10-11 tuổi và trên 35 tuổi, đứng hạng 3 ở nhóm tuổi trên 18 tuổi. Từ tháng 7 là Huế đăng cai giải này, nhưng mà sau chuyển cho đến là 30 tháng 10 cho đến ngày hôm nay, thì cái sự chuẩn bị của một vận động viên mà với một cái chu kỳ như vậy thì cũng rất là khó khăn cho ban huấn luyện. Nhưng cái này thì ban huấn luyện đã khắc phục được. Trong cái giải này thì các em đã quyết tâm và các em đã đạt thành tích rất là tốt. Và đây cũng như là một cái bước đệm mới để cho các em phát triển những cái thành tích sau này. Và tôi cũng rất là cảm ơn lãnh đạo của sở cũng như là lãnh đạo của trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho bộ môn tham gia giải lần này. Sang năm thì là SEA Games tổ chức ở Việt Nam. Bản thân các em là rất là phấn đấu, rất nỗ lực để có một cái chân trong cái đội hình mà tham dự SEA Games năm 2021 do Việt Nam đăng cai. Giải vô địch mở rộng ở nhiều nhóm tuổi là cơ hội để các vận động viên trẻ được gặp gỡ giao lưu với các đồng môn trên khắp cả nước. Một dịp nâng cao kỹ năng chuyên môn để phát triển hơn nữa khả năng của bản thân.
Sự chuẩn bị của đội tuyển em rất là tập trung rất là cao, dù cho dịch Covid có diễn ra vẫn chuẩn bị trước, tập trung ở lại trung tâm và có thể trong thời gian đó có thể cấm ở lại trung tâm và có thể thực hiện tập thi đấu trong thời gian rất là ngắn và vượt khó trong để thi đấu đạt thành tích như thế này. Trải qua mùa giải liên tiếp như thế này là giúp là học hỏi, giao lưu, nâng cao được trình độ và phát triển thêm về chuyên môn. Trải qua 5 ngày thi đấu, giải vô địch cả câu lạc bộ Mành Karate Đô Quốc gia lần thứ 20 đã để lại ấn tượng đậm nét trong lòng người hâm mộ và các đoàn vận động viên dự giải. Cống hiến cho người xem những trận đấu hay, kịch tính với chất lượng chuyên môn được đánh giá cao. Quý vị và các bạn thân mến, qua các kỳ phát sóng, Khám phá Huế đã đưa quý vị tìm về các địa danh di tích đặc biệt của Huế nhưng lại ít người biết đến. Tiếp tục hành trình đó, hành trình tìm về lăng mộ chính Chúa Nguyễn tiếp tục đưa quý vị ghé thăm lăng Vũ Vương Nguyễn Phúc Hoắc. Mời quý vị cùng theo dõi hành trình này với phóng viên Diệp Minh.